Xin chào các bạn đến với kênh Dâu Hải TV. Hôm nay admin Slap Battle đã cập nhật một bàn tay mới là Goofy, mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy nhé. Đầu tiên các bạn cần hai người để giúp và cần bàn tay Confusion và bàn tay Goofy. Đây là bàn tay Confusion nhé, đây bàn tay khó lấy, nếu có thời gian mình sẽ hướng dẫn lấy bàn tay Confusion nhé. Để lấy được bàn tay Goofy, đầu tiên các bạn để cho bạn thứ nhất cầm bàn tay Confusion để tát bạn, và bạn thứ hai cầm bàn tay Goofy rồi tát bạn, trong khi còn nhiễm của bàn tay Confusion đừng để hết nó. Làm theo mình nhé. Bạn kia ngừng thời gian, mấy bạn kia có bàn tay Confusion và bàn tay Goofy, mình xin mấy bạn ấy xem mấy bạn ấy có cho cô nhé. Bạn ấy đã đồng ý rồi nhé, thành công rồi nhé, mình sẽ test nhé. Vậy là hết rồi, nếu video thấy hay nhớ đăng ký cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.